Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý 19 thanh thiếu niên, học sinh mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 3, tại tuyến đường đôi thuộc xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, lực lượng công an phát hiện 30 thanh thiếu niên chạy xe không gắn biển số, phóng nhanh, lạng lách, cầm theo dao kiếm tự chế, phóng lợn, tuyết nước, vỏ chai bia, tụ tập đánh nhau. Ngay sau đó, Công an thành phố Hà Giang đã huy động các lực lượng phối hợp cùng công an hai xã Phương Độ, Phương Thiện tạm giữ 19 người cùng hung khí. Đây là hai nhóm thanh thiếu niên học sinh thuộc các xã Phương Độ thành phố Hà Giang và xã Cao Bồ, Phú Linh, Ngọc Linh, Thuận Hòa của huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Trước đó hai nhóm này đã có mâu thuẫn và hẹn nhau để giải quyết. Công an thành phố Hà Giang đang tiếp tục xác minh và làm rõ hơn 20 người đang bỏ trốn, đồng thời mời gia đình, thôn, tổ dân phố và phối hợp nhà trường để xử lý.